Người ngoài hành tinh đang theo dõi chúng ta. Công nghệ của chúng ta có thể có ích cho họ. Nhưng ai mà biết, họ lại muốn pop ích chứ. Món đồ chơi kỳ lạ này có ảnh hưởng rất lớn đối với các cư dân trái đất. Pop ích đang thống trị hành tinh sang các hành tinh khác nữa. Pop ích liệu có thu hút người ngoài hành tinh đến xâm lăng không? Giờ họ cũng rất cuồng Pop ích đó nha. Ivy cực thích các thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh. Ba cô bạn đã biến mất ở khu vực 51. Cậu ấy không hề biết về cuộc xâm lăng đêm qua. Và chuyện Pop ích của mình là cái cuối cùng trên trái đất. Tin nóng đã xác nhận điều Ivy lo lắng nhất. Hành tinh đang gặp nguy hiểm. Hôm nay họ mang Pop ích của chúng ta đi. Tiếp đó là gì? Ivy phải giải cứu Pop ích của mình từ người ngoài hành tinh. Cuối cùng thì bộ đồ siêu anh hùng cũng có đất dụng võ rồi. Nhưng đổ rác trước cái đã. Các nhà khoa học hàng đầu đang cố gắng phá giải công thức Pop ích. Học sinh khắp nơi đang khóc thương đồ chơi của mình. Không thứ gì có thể thay thế chúng. Chỉ có tâm trạng của Ivy là tốt thôi. Cô nàng có Pop ích, nhưng cậu ấy đã đúng chuyện người ngoài hành tinh. Họ thấy đồ chơi của cô rồi. Giờ họ muốn nó bằng bất cứ giá nào. Caroline muốn tận dụng thời cơ để kiếm tiền. Wow, UFO ngầu quá. Muốn một cái như thế không nào? Cắt một hộp kẹo thành ô vuông. Lấy bìa hồ sơ cắt ra thành từng mảnh và dán chúng lại với nhau. Thêm một bán cầu nhựa và một bảng điều khiển. Dán chúng lại và sơn màu. UFO thế là xong. Ivy bị phân tâm. Và Caroline bắt lấy thời cơ. Nhưng không, chỉ là tặng cho Ivy một chiếc UFO ngầu lòi thôi. Người trái đất đang nháo nhào thay thế Pop ích của mình. Chỉ có Ivy là vẫn ổn. Vì cô bạn có cái của riêng mình mà. Đây là gói hàng cậu ấy đang chờ đợi. Nhưng mà bị bể rồi. Vì sao chứ? Xin lỗi, cơ mà không phải lỗi của mình. Sau khi Pop ích biến mất, chỉ còn lại màn xốp hơi thôi. Con người cần đồ chơi xả stress mà. Nên giờ các gói hàng thì không được bọc màn xốp hơi nữa. Tất cả những món hàng đều gặp nguy hiểm. Ivy có chút buồn, nhưng cậu ấy hiểu mà. Ivy đang chơi game trên điện thoại. Cô nàng đang đánh trận chiến ngân hà đây. Nhưng cô phải đi đổ rác thôi. Có đi không ta? Ivy không muốn đâu. Để người ngoài hành tinh xử lý đi ha. Dụ bọn họ dễ lắm. Chỉ cần khiến họ nghĩ rác là Pop ích là được. Sau đó họ sẽ mang lên phi thuyền và làm bất kỳ điều gì mà họ thích. Điều này tốt cho hành tinh mà. Ơn thì ít nhất là cho trái đất. Con người đang phản kháng. Không thích mùi này sao? Đừng đánh giá thấp con người nha. Pop ích cuối cùng trên trái đất cực kỳ nổi tiếng. Ivy đang cho các bạn trong lớp mượn nè. Họ sẽ trả tiền để chạm nó trong một giây. Nếu bạn không mua nổi thì thử kính thực tế ảo Pop ích đi nè. Ivy giờ đang muốn gia nhập giới nghệ thuật. Cô nàng có bảo tàng triển lãm Pop ích riêng. Các bức tranh được bán ra nhanh hơn tốc độ vẽ nữa. Pop ích đang giúp Ivy trở nên giàu có và nổi tiếng. Tất cả những tác phẩm của cô bán hết chỉ trong vài giây. Các nhà sưu tầm giàu có sẽ dành tiền tiết kiệm cả đời để mua tác phẩm này. Nhưng mà cô hết ra
anh rồi. Đến lúc đi tìm cảm hứng và tạo ra kiệt tác tiếp theo. Đây là thời kỳ phục hưng Pop X. Bye. Ivy lại đang chơi với Pop X của mình. Cô bạn vừa phát hiện ra điều gì đó. Pop X này có tên và địa chỉ của người sản xuất ra nó. Đến lúc tìm hiểu xem Pop X này từ đâu mà đến rồi. Ivy tìm đến địa chỉ. Đây là phòng thí nghiệm nơi Pop X ra đời. Ivy rất vinh dự được gặp nhà sáng chế. Hello. Cô nàng rất háo hức được biết sự thật về Pop X này. Nhưng cậu ấy có tiếp nhận được sự thật không đây? Nhà khoa học kể cho cô nàng biết chuyện xảy ra nhiều năm trước. Ông ấy đang thám hiểm một ngôi mộ cổ ở Nam Mỹ. Wow. Ông không hề biết rằng khám phá của mình sẽ dẫn đến sự khai sáng. Ông đã tìm ra kho báu Pop X đầu tiên trên thế giới. Ivy chán rồi, ngủ gật mất tiêu nè. Nhà khoa học đang phí thời gian đó. Mệt ghê, mình phải giải stress thôi. Wow, đây có phải là Pop X mới không? Không, chỉ là bản nhái nhà làm thôi. Cắt hai hình bầu dục từ một cái chai, tạo người ngoài hành tinh từ đất sét polymer. Nướng lên, tạo hai mảnh như thế này nha. Dán chúng lại với nhau và thêm các chi tiết. Xong rồi. Bạn học của Ivy đang cười cợt cô nàng. Olivia không nghĩ người ngoài hành tinh là có thật. Ngốc quá. Ivy sẽ dạy cho cô nàng một bài học. Cười người hôm trước không sao người cười đó nha. Phép thuật Pop X của cô đã biến quần áo thành Pop X nè. Olivia phát khoản rồi kìa. Cậu ấy không thể tin nổi. Mọi người ai nấy đều cố gắng động vào cô. Giờ Olivia là nữ sinh nổi tiếng nhất trường rồi. Thậm chí là cả Ngân Hà đấy chứ. Người ngoài hành tinh cần cô ấy. Olivia đã không ngờ tới điều này. Thấy người ngoài hành tinh làm cô bạn ngất luôn rồi. Nếu người ngoài hành tinh không có thật, thế thì ai đang chọc cô vậy? Ivy đang lo rằng sẽ có người cố cướp lấy Pop X của mình. Nên cô bạn đã mua két sắt để khóa báu vật của mình lại. Giờ cô có thể thư giãn rồi. Nhưng tội phạm có ở khắp nơi. Ivy đang bị theo dõi. Và kẻ xấu đã lấy được két sắt của cô. Nhưng mật mã của cô nàng mạnh quá. Rất dễ để làm phân tán tư tưởng của một tên tội phạm. Dĩ nhiên, đây là Pop X Lego. Cùng nhau làm một cái nha. Tạo một cái khung từ Lego. Dán keo hai mặt. Cho những mảnh còn lại vào phần giữa. Xong rồi. Tên trộm không thể bẻ khóa két sắt, nên hắn ta đã lấy Pop X Lego đi. Tất cả những Pop X của các bạn đều thuộc về chúng tôi. Nhưng ta làm gì với chúng đây? Đầu tiên phải đọc hướng dẫn cái đã. Nghe hợp lý nha. Nhưng mà ngón tay người ngoài hành tinh không bỏ vừa Pop X. Người ngoài hành tinh giận tím người. Pop X đang làm bạn ấy phát điên. Thôi thì, đến lúc cả chúng về với trái đất và quên đi chuyện này rồi. Loài người cực kỳ hạnh phúc. Họ đang tươi cười và chơi đùa như trước đây. Ồ, lại là một cái kết có hậu rồi nè. Bạn thích câu chuyện mới này chứ? Phần yêu thích nhất của bạn là gì? Trả lời dưới comment nha. Và đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để không bao giờ bỏ lỡ video mới nào từ kênh Trum Trum Trick nha.